Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 hatchback, phiên bản đủ số sàn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Một chiếc xe màu đỏ rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 số sàn này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 số sàn này các bạn nhé. Một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp, và ở phiên bản đủ thì nhìn bên ngoài thì quý vị bạn thấy được đấy ạ, xe đã được trang bị la răng đúc này và khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương đấy, nhìn thấy bấm tay để mở cửa này tức là có khóa thông minh rồi, la răng đúc đấy, điều này là thấy được luôn là đó là một chiếc xe bản đủ các bạn nhé. Phân biệt giữa bản đủ với bản thiếu ở bên ngoài đấy là chúng ta chỉ cần nhìn sơ qua về la răng và cái tay nắm này các bạn nhé là biết ngay là bản đủ hay là bản thiếu rồi, la răng đúc rất đẹp luôn. Và chiếc xe này thì cũng còn rất là mới vì mới lăn bánh có hơn 8 vạn thôi. Đấy, cụm đèn pha các bạn thấy đây ạ, rất là mới luôn các bạn nhá. Đèn pha đều rất mới này, chưa có bị xước sát hay là chưa có bị va chạm gì cả nhé. Toàn bộ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt cũng đều rất là đẹp đây. Và ở bản đủ thì xe cũng đã được trang bị cả đèn gầm rồi này. Đấy, đèn gầm này, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất đẹp luôn. Dàn lốp còn rất là dày các bạn nhá. Đấy, dàn lốp dày luôn. Đây, cho nên là chiếc xe này thì quý vị các bạn nào mà mua về thì cũng chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi. Bây giờ là phải thêm thủ tục sang tên nữa. Hồ sơ thì chúng tôi đã rút rồi, quý vị các bạn chỉ việc là ra bấm biển mới thôi các bạn nhé. Đấy, và cụm đèn hậu này cũng đều rất là đẹp luôn các bạn nhé, chưa có bị xước sát gì cả này. Đấy, cụm đèn hậu đều rất đẹp và rất là mới nhé. Bản này là bản 1.2, bản đủ. Xe cũng đã được trang bị sẵn là màn hình camera lùi. Đây, camera lùi này, cảm biến lùi đủ hết luôn rồi bạn ạ. Đấy, bản đủ cho nên là không thiếu cái gì nữa đâu. Toàn bộ kể cả những phần chữ này, logo này đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nước sơn này, sườn đều rất đẹp luôn bạn nhé. Phần sườn bên phụ này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả cho nên đều rất là đẹp này. Đây là phần sườn bên phụ này, sườn bên lái này, nền rất là căng phẳng luôn bạn ạ. Tất cả đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất của chiếc xe đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong của chiếc xe. Tôi sẽ mở cái cánh cửa để cho bạn xem này. Phần nội thất bên trong này, toàn bộ từ keo chỉ là còn nguyên zin này, keo chỉ nguyên zin, táp bi còn nguyên zin này, rất đẹp luôn nhá. Vô lăng, đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng rồi này, củ số này, tay phanh này đều rất mới luôn nhá. Nội thất đều đẹp như này đây các bạn xem này. Đấy, toàn bộ từ táp lô, táp bi, nội thất ghế da này đều rất là đẹp luôn rồi. Đấy, trải sàn da đầy đủ luôn các bạn nhé, rất sạch sẽ luôn. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2019 này, phiên bản 1.2 MT các bạn nhé. Đấy, sản xuất tại Việt Nam. Tất cả đều rất đẹp luôn này, zin từ những con ốc này luôn này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn nhé. Tất cả đều rất đẹp luôn. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem. Keo chỉ là cũng còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin. Táp bi cánh cửa này rất đẹp. Nội thất bên trong này, đằng sau này các bạn xem này, nội thất ghế da đều rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Ghế da rất là mới rồi này, nhìn từ bậc cửa vào là cũng đã thấy rất là sạch sẽ rồi. Xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi các bạn nhé. Cơ bản là nó đều rất mới, đẹp thì nó mới sạch sẽ được như này các bạn ạ. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho các bạn xem này. Cốp sau thì từ ốc cốp sau cũng còn nguyên zin này. Đấy, nguyên zin và còn rất mới nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên zin này, keo chỉ là nguyên zin hết luôn các bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào đâu. Đấy, và đằng sau bạn thấy đấy ạ, cái khoang cốp sau này cũng đều rất là đẹp luôn này, chưa có bị xước sát gì đâu. Phần nhựa này đều rất đẹp này.
đấy, nhựa nhiếc này đều đẹp luôn nhá, nỉ còn rất mới này đấy, những cái tấm nỉ rất mới luôn, lớp siêu cua cũng còn mới luôn các bạn nhá. Đây siêu cua còn rất dày luôn bạn này, và rất là mới này, đằng sau chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhá. Đấy, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ đây, keo chỉ còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin, táp bi cũng còn nguyên zin luôn quý vị các bạn nhá. Đấy, từ bậc cửa vào này đến ghế này đều rất là mới luôn bạn ạ. Một chiếc xe rất là mới, bên ngoài là màu đỏ, bên trong được thiết kế màu đỏ đen, nội thất kết hợp giữa màu đỏ đen này rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng là bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Cánh cửa phía trước bên phụ này từ keo chỉ cánh cửa là nguyên zin này, keo chỉ cánh cửa là nguyên zin hết. Táp bi cánh cửa đây rất là đẹp luôn, không những còn nguyên zin và đều rất đẹp, từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, vô lăng chiếc xe này thì vô lăng bọc da nguyên bản, mới bóc cái da ra cho nên là nó đều mới như này đây các bạn này. Vô lăng mới nhá, củ số này, tay phanh này. Chiếc xe mới lăn bánh có hơn 8 vạn thôi, cho nên là tất cả đều rất đẹp đấy ạ. Nhìn từ cái bậc cửa vào là chúng ta đã thấy một chiếc xe nó rất là sạch sẽ và đẹp đẽ rồi. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít này, kết hợp với hộp số tay 5 cấp tức là hộp số sàn quý vị các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì rất là đẹp đấy các bạn này. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, như các bạn thấy đấy ạ. Toàn bộ từ ốc chân máy này cho đến ốc toang dàn cò các thứ là còn nguyên zin. Đấy, còn nguyên zin và còn rất đẹp như này đây các bạn nhá. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn này. Đấy, acquy thì mới thay xong này, thay tháng 3. Đấy, acquy mới thay luôn nhá. Tất cả các chi tiết đều rất là mới này. Toàn bộ những cái ốc ở phần đầu này là còn nguyên zin này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhá. Đấy, những cái ni lông của cái hộp cầu chì này còn chưa bóc này, còn nguyên zin này, ốc tai nguyên zin này, ốc cabo cũng còn nguyên zin luôn này. Đấy, ốc cabo, keo chỉ cabo, keo chỉ cabo là còn nguyên zin hết luôn bạn nhá. Đấy, keo chỉ cabo là đều nguyên zin hết luôn này. Ốc cabo này chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu. Đấy, còn nguyên và đều rất đẹp luôn bạn nhá. Ốc tai này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 phiên bản đủ, phiên bản số sàn quý vị và bạn nhé. Lăn bánh được hơn 8 vạn km. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị và bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thì cực kỳ nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ ga chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã.
Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.